chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn đời, bạn bên tôi ta cùng tỏa lan hơi ấm yêu thương dấu muôn trùng xa, ở nơi vùng quê, nơi đồi cao, tận nơi có sóng phố dì dào, để cuộc sống như những bức tranh để phép để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Cho đi là còn mãi. Cho đi đôi khi chỉ đơn giản là những lời động viên, chia sẻ yêu thương và giúp đỡ người khác, dù là điều nhỏ nhặt nhất. Đó là chặng đường mà hành trình kết nối yêu thương đến với quý vị khán giả cho đến nay đã và đang thắp lên ngọn lửa yêu thương. Chuyến xe hành trình kết nối yêu thương với thông điệp nhân ái, nghĩa tình, giúp đỡ và chia sẻ, tạo điều kiện cho nhân vật có thêm động lực. Ở họ tuy có những nghịch cảnh hay biến cố của cuộc đời, nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để vươn lên trong cuộc sống. Hành trình kết nối yêu thương, chúng tôi lại tiếp tục lên đường để làm cầu nối giúp cho cuộc sống này thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hành trình kết nối yêu thương. Chuyến xe của chúng tôi đang có mặt tại Tiền Giang. Thưa quý vị, chuyến xe của chúng tôi vẫn sẽ lăn bánh để đưa đến cho tất cả quý vị những câu chuyện mà chúng ta mong muốn được chia sẻ, mong muốn được sự thấu hiểu và cảm thông. Và người bạn đồng hành ngày hôm nay của Đại Nghĩa không ai khác hơn chính là người bạn đã đi cùng Nghĩa ở tuần trước. Xin được giới thiệu diễn viên Chí Dũng. Hi. Dạ. Đây, gương mặt quen thuộc của tuần trước chúng ta và tuần này vẫn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của Nghĩa. Chí Dũng xin hân hạnh kính chào quý khán giả và hân hạnh được đồng hành cùng anh Đại Nghĩa lần nữa. Sẵn sàng để cùng anh tiếp nối với hành trình kết nối yêu thương hôm nay chưa? Dạ, sẵn sàng rồi anh. Dạ. Trước mình cũng thấy rồi đó, mình về miền Tây thì bà con rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Nhưng mùa này đang là mùa nóng, nắng lắm, chuẩn bị đội nắng cùng với anh đi tiếp nha. Ok anh. Ok, đi, lên đường. Đúng lời hẹn nha, anh em mình lại gặp nhau thêm một số nữa trong hành trình kết nối yêu thương. Hôm nay thì tinh thần mình chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vượt nắng vượt gió đến với những hoàn cảnh khó khăn phải không? Dạ, này em cũng rất là hăng hái để đi, em chạy rất là sớm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình tên là Hằng. Nếu mà tính tuổi đời thì cũng còn trẻ thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái sự khó khăn, những cái biến cố xảy ra trong cuộc sống. Chồng của Hằng thì cũng không còn nữa, Hằng cũng phải một mình nuôi hai con. Một tháng thu nhập của gia đình tầm chưa tới 5 triệu nữa. Chúng ta đến để tìm hiểu và sau đó mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết và giúp đỡ. Dạ. Hai bé khoảng nhiêu tuổi à? Một bé lớn hình như là tầm khoảng lớp 11. Là tầm khoảng 17 tuổi á. Còn bé nhỏ là khoảng lớp 9 tuổi. Dạ. Để chắc cũng không phụ được mẹ nhiều á, anh phải đi học nữa. Bé nhỏ đó thì cũng có vẻ hiểu chuyện. Dạ. Nên thấy rằng cái hoàn cảnh gia đình khó khăn á, cho nên là bé nó muốn là nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Mới học có tới lớp 9 nè mà nghỉ học thì nó rất là uổng. Nói chung kỳ này mình tới mình tìm hiểu hoàn cảnh của ba mẹ con, an ủi mấy bé và động viên cho mấy bé cố gắng học tập hướng tới một tương lai tươi đẹp. Chắc chắn đó là cái điều mà mình phải làm rồi. Nhưng mà anh cứ tưởng là em sẽ nói rằng hôm nay chúng ta đến đó ngoài cái việc chúng ta thăm hỏi gia đình thì chúng ta nên mua mão hết cái ruộng thanh long đó. Em ước gì là em có thể. Nói chứ thiệt mà em, chứ là chúng ta đã từng đến với một cái hoàn cảnh gia đình mà dạ. Người chồng bán dưa hấu, một cái xe dưa hấu này nè, bán cũng không có được nhiều. Trời ơi, nguyên một cái ekip mình tràn vô mua. Rồi chưa kể anh đứng anh bán phụ nữa em. Bà con đi đường này kia thấy mình nè, người ta tấp vô, người ta mua hết nguyên xe luôn. Anh bán chắc đắt rồi ha. Thì đó. Mấy cô chạy lời khen anh Nghĩa đẹp trai quá, trắng quá. Anh mà đứng bán thanh long là chắc mau hết biết lắm. Có hay không, nếu như mà mùa này mà có thanh long á, thì kia mình đang nhìn thấy những ruộng thanh long dọc đường kìa. Theo anh nhìn thấy những cái ruộng thì hình như là chưa có trái. Thanh long chưa có trái, chứ nếu có là anh sẵn sàng anh ra anh bán giúp ta đó. Dạ. Đó. Không biết sắp tới chưa. Vì chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn đời, bạn bên tôi ta cùng tỏa lan hơi ấm yêu thương dấu muôn trùng xa, ở nơi
Cha của Trúc bệnh nặng và mất đã 13 năm trước. Mẹ em tên Võ Thị Ngọc Hằng. Ai muốn gì thì chị làm đấy, mà chủ yếu chị đi làm thuê ở ruộng thanh long gần nhà. Khi chồng mất, ba mẹ con chị tá túc trong một căn nhà lá. Đến năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang giúp chị xây nhà gạch để có nơi ở tươm tất hơn. Với sự giúp đỡ của họ hàng, chòm xóm và chính quyền địa phương, chị Hằng luôn cảm thấy biết ơn và nỗ lực hết sức mình để mưu sinh, nuôi nấng hai con nhỏ. Niềm vui an ủi nhất của chị là hai con chăm học và học rất giỏi. Dạ con chào bà. Dạ chú ơi. Dạ cho con hỏi đây phải nhà của Hằng không bà? Nhà má trên nhà con. Ở trên đây hả? Ừ. Rồi Hằng có đây. Này nhà ông nội. Là nội hả? Ừ. Trời sao nội trẻ dữ vậy? Già rồi trẻ gì rụng răng á. Chứ nay nội nhiêu tuổi? 67 rồi. 67 tuổi vậy là còn ngon lành quá trời còn trẻ. Ngon gì đó, cái giò đi không được nè. Khớp này mười mấy năm rồi. Con thấy nguyên ruộng thanh long phía trước phải nhà mình không? Này là có một khúc từ đây sao à? Còn có dâu thì nó có cái nhà. Dạ dạ. Dạ cho con hỏi giờ Hằng đang đâu rồi nội? Nó ở ngoài vườn ra ngoài. Dạ con đi ra ngoài nha. Thôi nội nghỉ, ngồi đây nghỉ đi, cái đau giò đừng đi. Trời ơi đi dập bé hoài luôn. Trời ơi. Thôi con đi ra ngoài con kiếm Hằng. Dạ đó đi ra thẳng ra đó luôn em. Dạ rồi. Đây chào em một chút. Dạ, chào con Hằng đúng không? Dạ, dạ. Anh mới được bà nội chỉ đường. Đây là chị Dũng. Dạ. Hai anh em đến từ chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương đến thăm gia đình của mình. Hai mẹ con đang làm việc hả? Có làm ảnh hưởng tới công việc của hai mẹ con không? Dạ. Vậy thôi mấy mình ngồi đây luôn Dũng. Dạ mình xin phép chị ngồi đây nói chuyện chút xíu ha. Dạ thôi mình kể cây nhà lá vườn có sao chưa vậy, mình ngồi vậy luôn đi. Hai mẹ con là đang mình làm ngoài ruộng thanh long này mình làm gì vậy? Dạ cắt chèo. Cắt chèo? Dạ. Là mình cắt gì em? Cái chèo nào đưa ra cái mình cắt, còn cái dây nào bệnh thì mình đây là con nhỏ của mình. Dạ, con Hằng. Nhỏ. Còn con lớn thì đang đi học. Dạ. Con nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ con năm nay 15. Con tên gì nè? Dạ con tên Nhật. Bữa nay không đi học sao ra đây phụ mẹ vậy? Dạ con đi học có buổi sáng, còn buổi chiều thì con phụ mẹ. Thấy đây mình có một cái miếng vườn thanh long cũng khá rộng. Khoảng nhiêu em? Này chắc khoảng 2 công của bà nội. À của bà nội nữa của mình hả? Dạ. Vậy có cái miếng nào của mình không? Dạ không. Vậy mình làm đây là giống như mình làm cho nội vậy đó hả? Dạ. Rồi cái tiền công mình hưởng á là từng ngày hay là? Dạ từng ngày. Vậy dạ. Là khoảng nhiêu tiền? Ngày có khi 160, 170. Làm nhiều hơn thì được 180. Có một cái mộ ở đây là của ai vậy? Dạ của cha bé này. Là mất lâu chưa em? Dạ mất nay 13 năm rồi. Ngày mình làm vậy đây là từ sáng tối luôn hay sao em? Dạ, có khi thì cũng tối, có khi thì cũng sáng. Mấy giờ mình làm? Sáng là có khi là 7 giờ em đã làm rồi. Chiều là 5 giờ là nghỉ. Nghe nói hai đứa nhỏ nhà mình học giỏi xuất sắc luôn. Dạ, giỏi lắm. Em thấy sao, vui không? Dạ vui. Hai đứa con là động lực của em để em bước tới tương lai. Rồi dù cơm nước hàng ngày là
mình có qua mình ăn ké nội không hay là con nhà ai nấy ăn? Nội thì có khi nào mấy bé này là về không kịp thì qua nội ăn bữa hay bữa. Thôi thì cũng đỡ, có nội gần bên cạnh, nội lo, nội thương con mà phải không? Dạ thương. Ừ. Dạ con. Con giống ba phải không? Dạ con giống cha. Hay quá, mới tới biết liền vậy đó. Em trai Lưu Thanh Nhật, lớp 9, học sinh xuất sắc với kết quả 9,4. Cũng nhiều lần xin mẹ nghỉ học để phụ mẹ lo cho chị đi học. Cả hai chị em đều có một mơ ước hết sức bình thường là cha mình còn sống để đỡ đần trong gia đình, để hai chị em vẫn còn cơ hội đến trường. Nhìn thấy hai con đều ham học như vậy, chị Hằng chỉ biết cố gắng từng ngày, dốc hết sức làm thuê, làm mướn, chỉ mong hai con được tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng bằng con đường học thức. Ta vẫn đồng lòng vì chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn đời. Bạn bên tôi ta cùng tỏa lan hơi ấm yêu thương dấu muôn trùng xa. Nhà này của mình là của nhà mình luôn hay là mình ở nhờ hay sao hả? Dạ nhà mong cất nhà tình thương của Hội Chữ Thập Đỏ tặng. Bao nhiêu năm rồi? Các 2016. Vậy là cũng khoảng 8 năm rồi ha. Dạ. Là bây giờ là ba mẹ con sống với nhau. Dạ. Có phòng không hay là mình có ngoài này thôi? Dạ, có cái buồng nhỏ gì đó. Bên ngoài thì bé trai, bên trong hai mẹ con. Con, ở nhà này nè, ngoài cái giờ đi học rồi làm phụ mẹ ra, mình có lo lắng quán xíu nhà cửa được gì không con? Dạ có, nhà thì con cũng có biết nhà nấu cơm rửa chén. Biết nấu cơm luôn? Dạ biết. Giỏi dữ ta. Hai chị em thay phiên nhau, ví dụ bữa nào em về sớm thì em làm, chị về sớm thì chị làm. Đúng rồi, hai con thay phiên nhau phụ cho mẹ đỡ mệt, đỡ vất vả ha. Ngoài bên nhà nội ra thì mình còn bà con họ hàng nào khác? Dạ có, mấy chú mấy chiến cũng còn khác bên. Rồi mọi người có hỗ trợ giúp đỡ gì được cho mình? Dạ cũng có, hôm Hội Chữ Thập Đỏ cất nhà cho tiền á, mấy chú cũng hỗ trợ xây bỏ công ra phụ làm. Con năm nay là con học lớp 9 rồi hả? Dạ. Là chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2 đúng không? Dạ, tới tháng 6 là thi tuyển 10. Là tuyển vô lớp 10? Dạ. Con định thi tuyển vô trường nào? Dạ, con định thi tuyển vô trường trung học phổ thông Cây Gạo. Lên lớp 10 á, thì cái chi phí nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Dạ. Sách vở, tiền học, tiền trường, quần áo, tất cả mọi cái. Thì cái đó mình có tính chưa hả? Dạ chưa, em cũng chưa có tính tới. Bé này vô trường á, cái thầy cô khen nói học giỏi quá sao mẹ nuôi nổi hai em. Về thì cái bé này nói mẹ ơi chắc con học hết lớp 9 con nghỉ là con làm phụ nuôi chị sao mình mẹ nuôi nổi. Thế nó thôi con ráng đi, mẹ làm được tới đâu mẹ tính tới đó. Thấy mẹ nó cực khổ quá, nó cố gắng. Với lại mình ở gần đây nè, rồi mình cũng phiên bây giờ con chỉ có học thôi, chứ ruộng đất đâu có để mà giàu có như người ta được. Giờ con chỉ học rồi con phải có việc làm, rồi con phải làm được, rồi con mới có tiền được thôi. Chứ là ngoài ra là con nếu mà con nghỉ học là con sẽ đi mần bướm sẽ cực dữ lắm. Có nghề nghiệp á thì con làm thì con sẽ khỏe hơn. Địa phương mình tới đây thì có hỗ trợ điều kiện cho nhà mình không hả? Dạ có, mỗi dịp Tết đến hay mỗi dịp tới mùa học á là cũng hỗ trợ được. Nhưng mà cũng có sự quan tâm của chính quyền địa phương ha. Dạ. Rồi của gia đình. Có thể em khó khăn về mặt chất. Dạ. Nhưng mà về cái tình cảm á. Dạ. Em cũng có thiếu. Dạ, đúng rồi. Có hai đứa con giỏi ngoan ngoãn nữa nè. Dạ. Có gia đình bên nội ngoại đầy đủ gần. Dạ. Đây hết nè, bà con chồng sớm rồi. Em nghĩ tới hai đứa con nên. Dạ. Em cố nhường rồi. Cái hồi mà chồng em mất cách đây 13 năm. Dạ. Này nó hơi tế nhị xíu. Dạ. Lúc đó em còn trẻ lắm. Dạ. Đã từng bao giờ nghĩ đến cái việc là mình đi thêm bước nữa để có một người nào đó cùng với mình chia sẻ gánh nặng để lo cho hai con? Không, lúc đó em cũng nghĩ, nhưng mà tối con nó nằm á, cái suy nghĩ mẹ đừng bỏ con nó đi, em không nghĩ nữa. Là bé trai đó hay cái khác? Đúng rồi. Nhật đó hả? Là vì một cái câu nói đó của con mình đó hả? Con có thấy mẹ tại vì hai chị em con rất là nhiều không? Dạ có. Nhưng mà giờ khi mình đã lớn hơn nè, mình đã đến cái tuổi cũng đủ để có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn á. Dạ. Thì có bao giờ con nghĩ lại không? Con nghĩ là nếu như bây giờ mà mẹ có một ai đó ở bên cạnh để chia sẻ cùng với mẹ gánh nặng.
để giúp mẹ đỡ khổ. Khó lắm, khó lắm để mẹ con có thể quyết định một cái điều như vậy. Khó lắm để mẹ con gọi là sống cho riêng mình. Mẹ con sống cả đời cho con rồi, thì bây giờ chú nghĩ thì sẽ khó có ai có thể bước vào cuộc đời của mẹ con thay thế hình ảnh của ba con đó. Gia cảnh của em Trúc thuộc diện cận nghèo, năm nào em cũng là học sinh giỏi. Chính vì vậy mà các bạn cùng lớp với em ai cũng ngưỡng mộ. Trúc ôn hòa, dễ gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập. Ngoài việc học, em ít tham gia các hoạt động vui chơi như các bạn cùng trang lứa, mà về nhà ngay phụ giúp công việc với mẹ kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Hiện nay, Trúc đang học lớp 11. Em hiện là học sinh giỏi cấp huyện môn hóa. Kết quả học kỳ 1 vừa qua đạt loại xuất sắc. À, trời con gái, mới đi học về hả? Rồi, qua đây sẵn, qua đây ngồi, chú hỏi thăm chuyện chút xíu. Nay là lớp mấy rồi Trúc? Rồi còn khoảng năm nữa là mình lên đại học rồi đó đúng không? Thì bây giờ những cái ngày này á, con có căng thẳng lắm không trong cái chuyện học hành của mình á? Dạ, với cái chương trình mới vậy em không thấy hơi căng thẳng. Vậy là đi học ngày mình học một buổi hay hai buổi con? Dạ, hai buổi. Là sáng đến chiều luôn? Dạ. Ồ, là mình buổi trưa có ở lại trường luôn không con hay là mình được về nhà? Dạ, chưa con dạy nhiều. Các trường đây xa không con? Dạ, chắc cũng gần 10 cây. 10 cây? Là con đi xa? Dạ, con đi xe máy mẹ mua lại. Ồ, trời ơi, chú nghĩa tưởng ngày nào cũng đạt 10 cây số đi học, hết sức mà học bài luôn á. Con có định là học hết 12 mình thi trường gì chưa? Dạ, dự định thì con sẽ định đi vô trường khoa học xã hội và nhân văn. Khoa gì con? Dạ, con định đi khoa đa phương học. À, rồi, chú nghĩa có biết cái khoa đó, này cũng tốt. Ở đây này, chú nghĩa nhìn thấy là giấy khen của hai chị em quá trời quá đất luôn. Là năm vừa rồi mình cũng học sinh giỏi hả con? Dạ, học sinh giỏi. Ráng năm nay, 11 cũng giỏi luôn. Hôm qua 12 giỏi luôn. Đăng ký biết không, mình có cái đà mình vô đại học. Vô đại học mà con thi đậu mà điểm cao á là mình có ổng. Con nhìn cái hoàn cảnh gia đình của mình thì con cũng hiểu mà đúng không? Con có suy nghĩ gì không? Thôi nếu cái người trái thì có thể là khó khăn hơn một xíu. Xíu may mắn hơn một xíu nữa. Chứ là sẽ cố gắng. Quan trọng là gì? Cái tinh thần, cái ý chí. Hai chị em nè, đó, đang học giỏi, cố gắng tiếp tục học giỏi để sau này mình thay đổi được cuộc sống của mình. Sau khi mà tụi con lên đại học là tụi con có thể là đi làm thêm để mình phụ tiền học với mẹ rồi. Mình lên đại học mình vừa đi học vừa đi làm luôn. Chỉ còn có 3 năm nữa nên tụi con gắng nha. Dạ. Ở nhà trường thầy cô hay ban giám hiệu nhà trường có hỗ trợ mình mà không con? Hoàn cảnh của bé Trúc á, rất là đáng thương. Một cô cha từ nhỏ, nó hai bé rất hiếu học, học toàn là sinh giỏi không luôn, 7 lớp 8 gì người ta cho này cho kia. Thí dụ nhà trường á, người ta thấy hộ nghèo đó cho nó đỡ đóng tiền. Bởi vì nếu như mà Trúc có điều kiện tốt hơn thì em khả năng học tập của em sẽ tốt hơn nữa. Thì hiện tại Trúc cũng đang cố gắng để sắp xếp phụ mẹ trong công việc nhà, đồng thời cũng phải hoàn thành bài vở trên lớp. Còn nếu như mà gia đình có điều kiện tốt hơn, tạo điều kiện tốt hơn thì Trúc sẽ phát huy được tốt hơn, có thể là tham gia những cái lớp học để luyện tập kỹ năng tiếng Anh, có thể là mình có thể theo học những cái khóa học về chứng chỉ IELTS chẳng hạn. Nhưng mà do điều kiện gia đình còn hạn hẹp, chưa có thể nào mà có điều kiện tốt để theo học các khóa học khác như các bạn đồng trang lứa được. Cứ vậy, học giỏi thì mình sẽ được những người xung quanh hỗ trợ đỡ. Đó, ngày nay thì chú hiểu chú Dũng tới đây nè, thăm gia đình, nó giờ trò chuyện từ ngoài ruộng thanh long ra chuyện vô tràng của cái nhà, biết nhiều cái chuyện của gia đình mình. Cái điều mà chú Nghĩa căm phục mẹ con á là cái nghị lực, cái sự hy sinh. Hồi đó nếu như mà không có cái câu nói của em trai con kêu là mẹ con hãy ở lại với tụi con thì biết đâu mẹ con đã có thể chọn cho mình một cái hạnh phúc mới. Nhưng mà mẹ con đã vì hai con suốt bao năm rồi, thì đã đến lúc các con cũng sẽ phải đền đáp lại cái công ơn của mẹ bằng cái sự hiếu thảo của mình dành cho mẹ, yêu thương mẹ hơn. Anh vô nhà của chị Hằng á, thì anh thấy là trong nhà này ngoài cái tấm lòng người mẹ ra thì anh thấy điều gì là quý nữa? Có gì quý nữa?
Em thì em thấy là bằng khen của các con là tài sản quý nhất trong gia đình này, và điều đó nó sẽ là một cái tương lai cho gia đình mình luôn. Cho nên á, chú khuyên Nhật á, không bao giờ được nghĩ đến cái chuyện bỏ học. Tại vì mẹ đã hy sinh cho con tới năm lớp 9 là một thời gian rất là dài, và bây giờ chỉ còn có 3 năm nữa thôi. Thôi bây giờ để cho nhà mình vui nha. Mình ra ngoài, mình nhận cái phần quà của chương trình. Dạ thưa quý vị, hôm nay đến với gia đình của Hằng còn có anh Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Long. Dạ, cảm ơn anh đã đến đây. Không biết anh có điều gì chia sẻ với gia đình cũng như là với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình không ạ? Thay mặt chính quyền địa phương cũng coi như là cảm ơn đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã đến hỗ trợ để tiếp sức cho em, để cho em có động lực tiếp tục trên con đường học tập. Vì em là một học sinh xuất sắc của nhà trường, mà bé học rất là chăm, rất là ngoan. Dạ, xin cảm ơn anh Khương, cảm ơn anh ạ. Còn bây giờ thì Chí Dũng sẽ đại diện cho chương trình trao cho gia đình của mình một cái phần quà đặc biệt nha. Mời Dũng. Dạ, Chí Dũng xin đại diện cho chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương. Xin gửi đến chị Hằng và hai cháu một món quà. Chúc chị nhiều sức khỏe, hai cháu có thêm nghị lực học tập, tương lai tốt đẹp hơn. Dạ, trước hết thì em xin cảm ơn chương trình đã đem đến những cái món quà ý nghĩa để được tiếp tục đi học. Và cũng như là hoàn cảnh cũng đỡ được một phần nào khó khăn hơn. Em xin cảm ơn. Rồi, còn riêng chú Nghĩa thì như mọi khi, chú Nghĩa cũng có một phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho gia đình. Chú Nghĩa cũng không có chuẩn bị hậu thư. Thôi đây, gửi cho hai con số tiền nhỏ 2 triệu đồng nha. Cố gắng lên nha ba mẹ con nha. Không nghỉ học nha. Dạ, thưa tất cả quý vị khán giả, chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương của chúng tôi, ngoài những cái cảm xúc, ngoài những cái sự lắng động trong cái câu chuyện ra, thì chúng tôi luôn muốn mang đến cho những nhân vật trong những câu chuyện của mình một cái tinh thần lạc quan, một cái ý chí, nghị lực để còn vươn lên trong cuộc sống. Và mong rằng tất cả những cái điều này sẽ lan tỏa được đến với tất cả những người đang cũng có những cái hoàn cảnh khó khăn tương tự như thế. Còn bây giờ thì Nghĩa với Chí Dũng gửi lời chào tạm biệt đến gia đình. Dạ, chào anh Cương luôn ạ. Dạ, tạm biệt ba mẹ con, bye bye. Vì chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn nơi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã khép lại hành trình kết nối yêu thương với gia đình của Hằng. Như vậy là qua 2 ngày chúng ta đã đi gặp gỡ với hai hoàn cảnh, hai câu chuyện khác nhau, và đặc biệt là với câu chuyện của gia đình Hằng hôm nay, thì không biết rằng Dũng có những cái cảm xúc như thế nào? Dạ, trước hết thì chị Dũng cũng xin cảm ơn chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương và anh Đại Nghĩa đã cho Dũng trải nghiệm qua hai hoàn cảnh. Chị Dũng cảm thấy là trong chuyến đi thì nó làm cho mình có một cảm giác man mác buồn, đồng thời nó cũng cho mình một trải nghiệm về cuộc sống và biết được nhiều hoàn cảnh đang rất là khó khăn. Từ đó mình cảm thấy là mình cần phải chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh hơn, để mọi người đều có thể hướng tới ước mơ của mình và sống trong một sự hạnh phúc hơn. Đó cũng là cái thông điệp mà chương trình mong muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Đó là sự lan tỏa, đó là sự chia sẻ yêu thương. Hành trình ngày hôm nay khép lại nhưng mà sẽ mở ra một hành trình mới cho gia đình của chị Hằng với nhiều hy vọng ở tương lai. Và mong rằng quý vị khán giả vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đại Nghĩa trên chuyến xe này. Hành trình kết nối yêu thương sẽ lăn bánh vào mỗi tuần và mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện đầy cảm xúc vào lúc 19:30 thứ Bảy trên kênh HTV7. Bây giờ thì Đại Nghĩa và Chí Dũng xin gửi lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nè, lên được. Vì chúng ta luôn hy vọng bình minh chiếu sáng khắp muôn đời. Bạn bên tôi ta cùng tỏa lan hơi ấm yêu thương dẫu muôn trùng xa. Ở nơi vùng quê, nơi đồi cao, tận nơi có sóng phố di sao, để cuộc sống như những bức tranh đầy phép. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.